ngỡ ngàng với hiện tượng là ở phần mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, con gái khóc nấc khi chứng kiến cảnh tượng. Dù đã ra đi được 3 tháng, nhưng những ồn ào quanh gia đình nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gây bàn tán. Mới đây, dân tình lại được dịp xôn xao khi chứng kiến hiện tượng lạ ở phần mộ của cố nghệ sĩ. Sau gần 3 tháng ngày mất của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, gia đình ông vẫn chưa hết lục đục khi hồng loan con gái và hồng nhung hồng phượng con gái cháu gái của nam nghệ sĩ liên tục xảy ra tranh cãi đặc biệt chuyện hồng loan có phải là con gái ruột của cố nghệ sĩ không khiến cư dân mạng cực kỳ quan tâm công chúng chỉ biết trên giấy tờ hồng loan là con gái hợp pháp và duy nhất của nghệ sĩ ưu tú vũ linh hồng loan từng bức xúc cho biết mình không nắm được bất kỳ thông tin nào về chuyện xây mộ cho cha thậm chí Cô còn bị Nghĩa Trang từ chối làm việc vì em gái của cố nghệ sĩ, Hồng Nhung mới là người ký hợp đồng. Mới đây, sau nhiều lần liên hệ với Nghĩa Trang, Hồng Loan mới có thể nhận được quyền xây mộ cho cha. Trước tiên, cô tổ chức buổi lễ xây mộ và Hồng Nhung, Hồng Phượng cũng có mặt. Trong quá trình xây mộ, một hiện tượng đã xảy ra khiến những người có mặt tại đấy đều bàng hoàng. Khi Bi chuẩn bị đặt xuống, nền đất của phần mộ bỗng xuất hiện một bóng đen trông như hình dáng con người những người có mặt tại đây đều tin rằng đây là một hiện tượng tâm linh đa số đều cho rằng ông hoàng cải lương đang hiện về thậm chí có người còn thấy bóng đen đó là hình ảnh nghệ sĩ ưu tú vũ linh đang ôm một bé gái chứng kiến cảnh tượng này hồng loan đã không kìm được nước mắt mà khóc không ngừng đoạn video này sau đó đã thu hút lượng tương tác cực khủng khi được lan truyền trên mạng xã hội nhiều người cho rằng cố nghệ sĩ đang hiển linh về để bảo vệ con gái được biết sau khi nghệ sĩ ưu tú qua đời hồng phượng cháu gái ruột của nam nghệ sĩ đã lên tiếng đính chính rằng hồng loan thực tế chỉ là con nuôi mâu thuẫn trong gia đình của nghệ sĩ ưu tú vũ linh cũng bắt đầu xảy ra từ đó hồng loan cực kỳ bức xúc trước hành động này của hồng phượng cô còn tuyên bố sẽ xét nghiệm adn để chứng minh mình là con ruột người hâm mộ nghệ sĩ ưu tú vũ linh chẳng biết thực hư câu chuyện thế nào đa số đều thấy thương xót cho nam nghệ sĩ khi vừa nằm xuống thì gia đình đã xảy ra xào xáo cảm ơn các bạn đã xem hết video Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.